Xin chào tất cả bạn em ơi, xin tới tên cho các bác cu của mình vừa tạo đây. Ok, ba block. Còn đây là 40 block thì tôi chịu, tại vì lâu rồi mình chưa bắt cua 40 block nên kiểu không được. Đây cần cái xe này, lúc khi mình gà túi đồ mình vào cái hồ vô sinh, mình lấy cái hồ sinh này thì mình thấy cái xe này. Đây là mình gặp cho đẹp, cho đẹp nó. Map cũng chất lượng. Ôi giời ơi, chất lượng mà nhiều thế. Chết chết luôn. Map này hơi tròn các bạn. Có một level tròn. Có một level tròn. Tròn mình. Nhưng mà level đấy rất dễ. Giỏi luôn. Rồi. Nhìn tới đích rồi. Yes. Yes. Ok. Đến cái thứ hai là mình sẽ đi cầu kính nè. Ui, ok. Sao lại tôi ăn thế này? Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, những cái nút này ấy là giả rồi. Còn nếu mà các bạn nhìn ra đây. Ok. Ăn được quá. Ui. Mình đang chơi đơn nên là các bạn thử cả. Mà mình để cái hồ sinh này. Ơi mày thật. Đấy nha các bạn, lưu ý nhá. Không phải cái ô nước này mà là... Đấy nhá. Các bạn lưu ý nhá. Đây. Các bạn lưu ý nhá. Đây. Đấy nhá. Các bạn nhìn này. Vừa là hơi khó. Okay. Cái này mình biết rồi, mình phải đi vòng vòng. Ok. Mày. Ô, map hơi bị khó rồi. Map mình hơi bị khó rồi. Cái level này là khó nhất với mình này. Khổ lắm rồi. Level này hơi bị khó. Cái này cẩn thận. Xe này hơi cẩn thận nè. Nhảy vào cái đuôi cái đầu xe này. Đấy. Cái level này hơi khó nha. Mà mày hơi bị khó
là nhảy 40 lốc ạ. Ăn đùi gà mới được. Ui, ui, ui. Cay quá. Ăn đùi gà này không? Ấy. Ok. Đúng rồi á. Ok. Cái này thì phải ăn liên tục cái này. Ok. Hơi nhanh, tại vì mình ăn cái đùi gà kia. Đấy. Ăn đâu quá chân rồi này. Ui. Tôi sẽ chọn đường khó. Ok. Rồi. Ok. Một cái sao. Ôi trời ơi. Ôi nhanh quá. Thằng vô nhanh quá. Trời ơi. Tôi phải khổ đến đây lắm. Gì đấy? Cái gì đâu? Trời ơi. Rồi. Mát hơi đều. Mát hơi đều. Bây giờ mình sẽ đặt level. Hiểu nhiều quá trời luôn. Khoan ạ. Ok. Level 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Level 2 Level 3 Level
4. Level 5. Level 6. Ok. Level 10. Nó có rồi mà. Level 6. Level 7. Level 8. Level 9. Level và 10. Level 10. Ok. Tôi chắc cũng không gì là hay đâu. Level 11. Level 12. Level 13. Level 14. Level 15. Ok, lên lên lên. Level 16. Level 10 và 7. Level 18. Level 10 và 9. Level 20. Level 21. Level 22. Đây là cái này nó tròn nè. Level 22. Ấy. 22 đúng không? Ấy. Rồi. Tôi phải. Level
24. Chọn màu hoa nhất. Level 2. Level 25. Level 25. Level 26. 26. Level 26 cuộc thi đua chạy. Level 27. Hơi khó nhảy, hơi khó khi nhảy xuống. Chú ý, ý nhé các bạn. Level 27 rồi. Level 28. Và level 29. Level 29. Cuối cùng là Level 30. Level 30. Bạn đã chiến thắng thấy hay like. Học sinh ok, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian thì mình đã làm xong. Ok, ôi mà mình thấy video này dài cho các bạn hay, mình lại xin subscribe cho tôi nhé.